Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và buổi tối ngày hôm nay thì Khải thấy một cao thủ khá là hot trong trận tống kim 21 giờ ngày hôm nay. Hiện tại anh ta đang có cho mình top 1 với cái điểm 50k điểm anh em ơi. Và nhìn sơ qua thì Khải có soi đồ thì này đang là giết 136 mạng, 38 đường sơ, chết 35 lần và liên chạm 22. Khải thì hôm nay cũng khá là ok, lên được top 2 anh em ơi. Cố gắng giành top 3 mà pha đó không mình lại sợ bị vụt nên là mình phải đi ăn thêm một mạng nữa, đâm ra mình lên top 2 mất. Rồi, anh em cùng xem xét đồ của cao thủ 77 Võ Hảo nha. Có vẻ như ạc này là đường môn em, và ở 77 có vẻ như là Quy Nhơn. Đó, anh em nào ở Quy Nhơn thì đồng hương với ông này ủng hộ like chia sẻ luôn nha. Anh em cùng xem xét đồ. Hiện tại đang sở hữu một dây chuyền kháng cả 15. Đây anh em ơi, kháng cả 15. Một nhẫn kháng banh 30. Trận này anh đánh khá là khác. Kháng banh 30. Một nhẫn kháng hộ 27. Nhẫn kháng hộ 27 xét đăng bàn. Và một nhẫn quên một ngọc bội kháng độc 28 xét đăng bàn. Này thì những server như Khải này thì chỉ có khoảng tầm 2 đến 3 xét thôi em ơi. Đua top even từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 4 trở lại đây thì mới có được 2 xét thôi. Và đây là không biết là ông này mua bao nhiêu, nhưng mà như thực tình Khải biết hồi trước xét này mà ông kia ông đấu ra thời mà ông đấu ra, ông đấu với bang là hơn 30 triệu anh em. Hơn 30 triệu để đấu ra cái set đồng bang và mở random và mở được gia chiêu 15. Thì không biết ông này mua lại bao nhiêu, không biết anh này mua lại bao nhiêu nha. Đó, nhìn sơ qua set đồ thì nói chung là nhìn đầu tiên set đồng bang là trên anh em cứ nghĩ là sấp xỉ gần 30 triệu đi. Tại vì set đồ này ở server này, những set đồng bang này hiếm lắm nè. Rồi, tiếp đến đó là con ngựa. Ai cha, con ngựa thối phiến tay vực kháng cả 4, sắp được 5 rồi nè. Nếu mà lên 5 thì được, sẽ được kháng cả 5 và được phòng sáng tối phiến như nè. Sẽ được vòng sáng tối phiến màu tím tím bên cạnh khá đẹp. Con ngựa này thì hồi hiện tại, giá hiện tại bây giờ so với giá hiện tại thì con ngựa thường á thì mua khoảng tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu ép lên kháng cả 4 này Khải không biết bao nhiêu, thì Khải nghĩ chắc khoảng tầm hơn 10 triệu 15 triệu con ngựa này đó nè. Có những video trước thì cũng có nhiều anh em họ đập lên 5 thì họ tốn tất tật bèo bèo cũng ít nhất 15 đến 20 triệu. Đó, đập lên 5 nha anh em, đập lên 5 bèo bèo tốn 15 đến 20 triệu á, tại vì nó tỷ lệ xịt nó rất là thấp, chỉ lên được tỷ lệ lên chỉ có vài chục phần trăm thôi, khá thấp. Con ngựa này thì tương đương anh em cứ nghĩ nó khoảng tầm 10 triệu hơn đi, tại vì chưa lên 5. Nếu mà lên 5 thì may mắn nữa đâu, anh đập cái nữa anh lên thì nó cao lắm 11 12 triệu đó, còn xui xui thì cứ đập quà đập quỷ không lên thôi. Đó. Anh em thấy chưa? Tính ra còn một set đồng bang, một con ngựa thì nó trọn vẹn gần 40 triệu anh em. Đặc này cũng khá là mới nha, nên là khả soi cho anh em xem luôn. Và hôm nay thì đang sở hữu mình một cái vầng trăng trên đầu này em thấy không? Vầng trăng trên đầu là kỹ năng 2 cấp và kèm theo phi phong. Đây anh em thấy phi phong này. Phi phong kỹ năng cũng có 1 cấp, thì đường môn này đang sở hữu mình 3 cấp. Và bây giờ chúng ta cùng xem cây vũ khí nè. Cây vũ khí thì chuẩn vũ khí đường môn rồi anh em. Chuẩn vũ khí dành cho đường môn này. Sát thương 45, sát thương 42%. Đó, quá đẹp. Không biết anh này hôm có đó không ta, donate giùm em đi. Đó anh em, không? Cũng vì cái top thì phải đẩy lên top 2 đấy. Chứ top 3 thì có 3 có 50 nghìn thôi nên là khả lấy top 2 luôn nè. Khả đánh vài mạng là khả lên top 2 luôn đó chứ. Không biết anh này hôm nói là không biết có thiệt hay giỡn này. Tại vì những trận tống kim nào cũng vậy, anh cứ bảo là cố gắng top 1, top 2 này nọ đi, anh donate cho mà chưa lần nào được donate. Tại vì Khải không vào được top. Hôm nay thì vào được top rồi. Không biết có donate hay không thì anh em chờ đợi nha. Đó, mong là anh ta sẽ donate theo cái lời nói của anh ta. Và đang đi cho mình một cái nón phòng thủ 14 làm chậm 40. Cái nón này thì bèo bèo cũng 50 kim đấy. Tầm này thì những cái nón này thì Khải thấy nó không phải nhiều cũng không phải quá ít, nhưng mà nó những cái phòng thủ như này gọi là bình thường khá là cũng ok, khoảng tầm 50 kim, khoảng tầm 500-700 nghìn cái nón này. Còn cây vũ khí này thì hiện tại server này thì theo Khải nghĩ thì 45 sát thương dòng 2, 42 như thế này thì những cái vũ khí này nó khoảng tầm 3 kim, 4 kim, 5 kim quay đầu thôi, nên khoảng tầm 200-300 nghìn thôi. Tại vì những cái vũ khí này họ hồi trước hay họ chuộng cái dòng 1 thôi, dòng 2 thì họ bán khá rẻ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bao tay. Đây, một bao tay quá đẹp. Phòng thủ 24, phòng thủ 24 làm chậm 20, thân pháp 7 dành cho đường môn bao tay này cũng khá là ok. Làm chậm được 20 thì có mình thêm 60 làm chậm, và hiện tại đang sở hữu áo 40. 18 và 40 chón, áo này quá đẹp cho đường môn rồi. Một đai lưng 15-20 thì chuẩn này, ạc này đang sở hữu mình phòng lượng phòng thủ và cũng như làm chậm 80 40 này, 20 này, 20 từ đai lưng nữa, 80 làm chậm. Và một đôi giày, trời ơi, anh này bằng đồ chuẩn quá rồi mày. 80 chón, 80 chậm như thế này, anh sấy hội đồng thì ai chịu nói. Anh sẵn sàng phi vào
Long địch ảnh sấy bằng giỏ đang con lôn luôn nè, anh em xem không? 80 chón như thế này anh em không? 80 chón cho xét đồng bằng. Đồ này thì võ đường môn mang đồ này quá đẹp rồi. Cái áo này thì Khải nghĩ khoảng 5 kim, 5 đến 10 kim, khoảng 5-600 nghìn. Áo này quá đẹp rồi. Đai lưng này khoảng tầm, theo Khải nghĩ đai lưng này trước cao lắm 5 kim đến 7 kim nè, không cao lắm. Rồi bao tay này mới ngon nè, bao tay này bèo bèo cũng được 20 kim, hơn 1 triệu. Đó, hơn 1 triệu. Giày này thì khá là đẹp. Ba, sinh lực lực hơi thấp, những cái món này sinh lực lực hơi thấp. Hiệu ứng thì đẹp, kháng họ chón khá là đẹp. Nhưng mà sinh lực lực nó khá là thấp nè. Chung quá đẹp không? Anh em nhìn sẽ đồ đẹp không? 80 chón. Không, sinh lực lực khá thấp nhưng mà nó đạt hiệu ứng là những anh đường môn bận xét đồng bang như thế này là nhìn những món xấu dòng như thế này chỉ có thể là chạy nước miếng thôi nè. Đó. 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 Nói chung này tổng set đồ này bèo bèo cũng tầm hơn 45 triệu ấy, hơn 45 gần 50 triệu nè. Tại vì là set đồng bang với ngựa là gần 40 rồi. Đúng không? Bao tay thì nhìn vào thì bao tay nhỉnh nhất, bao tay này những server này thì bao tay này gọi là bao tay No.1 đầu tiên server và về cái hướng nữ luôn anh em. Còn không nói đến bao tay kim quang nha, bao tay kim quang thì mười mấy 20 triệu không nói đến rồi. Không, bao tay này nữ như thế này là quá chắc rồi. À, không cần tóc đâu nè, tại vì đánh tông kim mà, đánh tông kim thì chỉ cần sát thương ngoại và sát thương phần trăm cao thì cắn lắc thì đường môn đủ đạt 201 rồi, không cần tóc. Nếu mà có tóc thêm 20 thì nó cũng đạt 201 mà thôi. Nếu mà thêm 20 nữa thì bơ ca ngồi thì quá là chuẩn xác rồi, tại vì ở ngoài không có phụ trợ từ lệnh bài nè, nên là tốc lượng tốc độ của nó chỉ đạt cái bóng cái nỏ này chỉ đạt trong tông kim thôi thì đạt 201 đó, còn ở ngoài thì nó không đạt. Nói chung thì set đồ này anh này quá đẹp rồi em, không còn gì phải chờ nữa em. Đường môn như thế này quá chắc rồi. Chắc là này mới mua ấy, tại vì Khải nhìn thấy này chưa cập nhật hàng cũng như là chưa có trên khu vực, Khải nghĩ chắc chắn là không có trên khu vực đường môn rồi. Đó, tại vì anh mới mua hàng, chắc là mới đổi tên luôn rồi. Không biết là cấp bao nhiêu, hạng bao nhiêu, nên là không thể nói cho anh em biết được. Nói chung là cái này thì tầm 3-4 kim thôi, không có nhiều đâu em. Hồi trước thì tầm vài triệu nhưng mà tầm này không ăn thua, những cái cây dòng 2 như thế này nó rẻ hơn dòng 1 đến 1/2 lần. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho 77 Võ Hảo cũng như là Duy Khải một like chia sẻ nè mọi người. Một like chia sẻ mạnh nha mọi người. Và anh em thích soi đồ cao thủ nào cứ bình bên dưới thì Khải sẽ tiếp tục đánh tiếp những trận tông kim và Khải sẽ soi anh em xem. Hôm nay thì mình top 2 thôi. Rồi, Khải cắt mấy cái này vô rồi mời chúng ta đi bên boss thôi. Nói chung thì mỗi ngày 21 giờ hàng ngày anh em cứ rảnh rỗi thì cứ ghé kênh Khải chơi nè, xem tống kim và cũng như là xem một đồng bang cho vui. Và nói chung là Khải luôn luôn đón mừng cũng như là chào mừng anh em vào ghé kênh chơi. Và nói chung là xin cảm ơn em và đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Giờ Khải đi sang đường bài đi bên bot anh em ơi. Rồi bot.